mình đi đi dạo khu vườn của ảnh nha cả nhà. Trời ơi, mình thích mấy cái hoa này cả nhà. Hoa này là hoa thực dược nha. Ở dưới ở bên Việt Nam mình là Tết á, người ta trồng người ta bán nha cả nhà. Hoa thực dược. Hoa vườn của ảnh là quá trời hoa luôn. Đây là hai cái thùng dâu có trái nè. Trời ơi, dễ thương chưa. Đây có trái nè cả nhà. Úi trời ơi, đây nó nè, dâu nè. Dâu nè à, trong đây nữa nè cả nhà ơi. Đây, đây hai trái. Úi ba trái, trời ơi, trái này bự thiệt bự luôn. Wow. Trời ơi. Đây, chuyến này về mình sẽ làm, mình sẽ trồng dâu. Ôi trời ơi, trái này bự thiệt bự luôn nè. Wow. Wow. Cái trái này nó bự nè. Ôi nó mọng nướng luôn, lá gì đâu, trái này bự chà bá luôn. Ui trời ơi. Bự thiệt là bự. Trời ơi, nó núp lùm ở trong này cả nhà ơi. Nó núp ở trong này quá trời luôn nè. And in a newer neighborhood, really safe, easy to walk around, no tents on the streets. Wow, cái thùng này quá trời dâu luôn kìa. Cái thùng này quá trời trái luôn á. Bên đang thùng nữa nè. Tại trái nè, ui trời ơi, có trái này bự thiệt là bự luôn nha. Rồi, đây nữa nè. Đã chưa? Trời ơi, cái chậu cái bụi này, cái bụi dâu này nó tốt quá trời tốt luôn. Trái quá trời trái luôn. Lật ra là thấy nhóc hết trơn luôn á. Rồi đi. Đi tuốt bên kia rồi. Mọi người đi tuốt bên kia rồi. Vườn hoa hồng. Trời ơi, hoa là phải nói là quá trời luôn. Cái vườn quá trời hoa luôn. Trong đó là trồng cà chua. Đó, anh đang dẫn mình đi tham quan vườn của anh đó. Vườn này là năm rồi tụi mình đi rồi luôn á cả nhà. Là năm rồi á, tụi mình đi là mình có quay rồi. Năm nay mình quay lại. Đẹp ha, trời ơi cái miếng cỏ này nó đẹp gì đâu luôn. Nắng mà nó mát hơn luôn. Nắng mà nó mát, nó không có nóng. Door open doing stuff. Close it up, went in the morning and I could hear this distressed. Đây vườn đây. Đây là khu vườn của ảnh đây. Có bắp nè. Cà chua nè. Cái táo này đẹp quá sức kìa. Cái cây á, cái tàn cây nó đẹp. We're doing some gardening. And you remember being out here last year? Yes, remember. Yeah, and there was more cái táo nữa. Màu xanh, táo xanh. Đó, anh hỏi là có nhớ năm rồi đi thăm vườn này chưa? Quay mấy cái táo ở trên này cả nhà coi nè. So mom was never. Quay mấy cái táo ở trên này cho cả nhà coi, xanh lè luôn. I've slowly become accustomed to it. Quá trời thích luôn. We'll put them in the oven and roast them and yeah, take the very thin filmy skin off, but you can freeze them and then throughout the next year you take them out, you fillet them out flat, put them on a grilled cheese sandwich. They're actually pretty tasty. Ôi bên đây có mấy cái mận nhỏ nhỏ nè, nguyên dãy bắp. Bắp nè Sophia. Bắp. 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 Còn lạnh hả? Mẹ thấy trời nắng là ấm rồi mà. Mận này cả nhà. Cái mặn lùng tẹ nhỏ xíu luôn á. Mà trái nè. Thường hết sức không? Thường hết sức thường không? Mặn này giống cái mặn của nhà ba chồng mình. Mà cái mặn của nhà ba chồng mình nó nhiều con rầy quá. Đây là măng tây nè cả nhà. Ôi ôi, cái cà chua nó nằm lạng dưới đất nè. Cà chua nó nằm lạng xả dưới đất cả nhà. Còn kia là bóng dáng của mình đó.
Đây là măng tây. Nè, đây là măng tây nè cả nhà. Sophie, dì gọi con kìa. Dì gọi con kìa. Chứ dì hái cho con cái gì đó. Không phải Sophie, yeah, plum. Cái mận nó nhỏ mà trái cái này. Quá trời trái luôn á. Mà nó sạch sẽ, cây mận này nó sạch sẽ ghê. Cây mận ở nhà ba chồng mình kiểu như nó bị gầy nhiều quá mọi người. Too hard for me. Oh. Oh, yeah. Habits. Trời ơi. Cà chua. Trời ơi, nó nằm lại xả vậy đó. She can pick them. Oh, yeah. Nó nằm vậy đó. Anh không có làm cái vàng á, cái nó nằm lại xả vậy đó hết trơn. Oh, that's great. Cái này làm vàng. Yeah, this is all volunteer here, right, Bonnie? Ôi, cái mận tím này ha. À, cái mận tím. Cái mận này là giống cái mận nhà mình nữa nè. Trời ơi, vậy là nhà anh này. Cái giường của anh phải nói là giữ chặt rồi chứ. Trời ơi. Trời luôn, cái mận đây. Mận trái dữ trời. Quá trời quá luôn á. Wow. Trời ơi, nó lủng lẳng nè cả nhà ơi. Nó lủng lẳng, mình đi mình phải khum nha. Trời ơi, nó dễ thương chứ nè. À, dễ thương làm sao. Nó còn xanh ha, nó chuyển sang màu tím nha. Wow. Thích quá à cả nhà ơi. Trời ơi, quá trời đã luôn, quá trời thích luôn. Trời ơi, nó say sưa, nó lủng lẳng. Người ta ngộ hay ăn mấy cái cây này người ta chặt hết trơn à. Xong cái nó ra mấy cái nhánh nhỏ nhỏ này nè. Mà trái dữ thần lắm. Chứ người ta không có để nó cao ngời ngời ở trên nha. Mà trái rồi nè. Cái mận này hồi nãy mình ăn thử rồi, nó chua cả nhà ơi. Trời ơi, nó chuyển sang màu tím rồi. Mà nó còn giòn lắm nha. Nó cứng nè. Trời ơi, cái này là mấy bà bầu khoái lắm nè. Nó chua. Thích quá trời thích luôn, trời ơi, chui vô trong này rồi là không muốn đi ra luôn cả nhà ơi. Đẹp quá trời đẹp mà. Nó đẹp. Very nice. Very nice. Đứng ở ngoài này không nhìn thấy cả nhà, tại vì cái lá nó phủ xuống không thấy. Nhưng mà đi vô trong vậy nè, nó giật ra chui vô. Ha, chui trong này thì sẽ thấy rất là nhiều. Đó. Ở ngoài thì lá nó phủ không có nhìn thấy. Trời ơi. Ủa, có cái nhánh của nó nè. Ở dưới đất thì phải nói là nó rụng với lại hột á. Đây nè, quay cả nhà coi nha. Ở dưới đất thì phải nói là nó rụng nè, rồi hột nè. Mấy cái hột mận á, hình như mấy cái cây này cái mận con nó lên hay gì nè. Đó, hột quá trời hột luôn á. Mà nó rụng uổng hết sức uổng luôn trời. Mê quá, thích quá cả nhà. Thôi nói không nên lời luôn. Đây là cây. Cái này là cây lê nè cả nhà. Đó, cây mận trời ơi, đứng ở ngoài như vậy nhìn là không thấy trái. Mà chui vô trong rồi một cái nha, trái bao la. Còn cái cây lê này nó trái gì đâu mà quá trời trái luôn á. Thích dễ sợ. Quá trời. Say mê cho cả nhà. Cả nhà thích không cả nhà? Mình là sau này mình về đây mình ở cố định là mình phải trồng một cái khu vườn của mình là mỗi thứ một cây vậy. Mỗi thứ một cây vậy. Cái này giống cái bí. Này là bí.
bí ngồi. Rồi cái trái bí gì mà giống như là bông kinh á cả nhà, giống như trái bí gỡ, mình gọi là trái bí gỡ á, bên này người ta gọi là bông kinh. Cái trái bí bông kinh nó để cho cái ngày Halloween á, người ta khắc hình đầu người rồi vậy đó. Trời, có cây cà chua trái kìa. At the end of that, volunteer ones, there's a ton of them. If you're brave enough. Watch it, guy. Yeah, he has rhubarb too. Rồi xong video cả nhà ơi. Video của mình hôm nay xin tạm dừng tại đây cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà vì đã theo dõi video của gia đình nhà mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Joke, the cops are here.